Phật chương thứ 238 Hoa thái tuế ham vui bị ác báo, độc giác giao đền tham quỷ hoa trang. Sau khi giả lệnh đánh vương thắng tiên xong, quan trì phủ nói, đáng lẽ ta phạt người nặng hơn nữa, nhưng thường tỉnh ta thả người ra, lần sau không chịu an phận, gặp phải bản phủ quyết sẽ trị tội nặng không thả. Nói xong, truyền An Thiên Thọ nhổ neo, đưa tiểu thư đi. Quan tri phủ cũng ngồi kiệu về dinh. Vương thắng tiền đầu đớn nghiến rằng kèn kết. Nghĩ lại không ngờ hôm nay mình bị khổ như thế này. tức giận đến nước mắt cháy ròng ròng nói. Hãy cho tiền tri phủ trấn giang. Ta không lấy được mạng người, ta chưa báo thù được thù này của ta nghĩ rằng mình không thể đến được chùa Kim Sơn, Vương Thắng Tiên ra lệnh nhổ neo quay trở về thuyền. Quay thuyền trở về, cách đó 40 dặm là Quỳnh Hoa Trang, chính là nhà cũ của Tần Thừa Tướng. Tần Thừa Tướng có một đứa con trai tên là Tần Khôi, biệt hiệu là Lam Diện Thiên Vương, cũng là tay không Thiêng điều ác, hay cướp đoạt thiếu phụ trưởng nữ nhà người. Vương Thắng Tiên nhớ lại mình phải tìm được thằng cháu này để thương lượng, tìm cách báo thù rửa hận mới được. Về phần An Thiên Thọ cùng cô nương đi đến chùa Kim Sơn Dâng Hương, hôm mở thiện hội. Người đến Dâng Hương rất nhiều. Trước đây Tế Điên ra ngoài trị bệnh cứu người mà không nhận tạ lễ, họ coi như là nợ ơn Tế Điên. Hôm nay thiện hội trùng tu chùa Kim Sơn lại là một việc thiện. Nên mọi người rủ nhau tới, cúng vào ít nhất cũng một trăm hay năm mười lượng bạc. Những người quen thân với tế điên đều có mặt đủ cả, cúng rồi họ chưa chịu về. Còn hỏi tế điên, tiền cúng vào có đủ chi dùng không? Nếu chưa đủ thì chúng tôi cúng thêm cho đủ. ấy hey, các vị đừng lo, giàu có, dư giá mà. An thiên thọ cùng tiểu thư rào hai trăm lượng bạc cúng. Đốt hương xong, ăn một bữa cơm chay rồi mới cáo từ. Khi ngồi thuyền trở về đi ngang qua quỷ hoa trang, bỗng nhiên có một trận gió quái phong thổi mù mịt, đối mặt không thấy nhau, cơ hồ muốn lật thuyền. Khi trận gió đi qua, nhìn lại thấy A Hoàn, Vũ Em đều bị giết, tiểu thơ bị điệu lên bờ. An thiên thọ trong lòng gấp quá, ở đây chắc có giang tặc tại sao chẳng thấy bóng dáng ai cả việc này phải làm sao đây trở về gặp lão già phải nói như thế nào có một vị lão già cũng là người ở lâu năm trong nhà họ trương tên là trương phước nói an đô đầu không nên nóng vội hãy hỏi thăm các vùng phụ cận xem sao nếu dò được thì thôi còn dò hỏi không được thì chúng ta trở lại chùa kim sơn kiếm tế công nhờ lão nhân gia tìm hiểu thưa dùng ta nếu tìm không được tiểu thơ thì chúng ta cũng không thể trở về nhà được nữa An Thiên Thọ không còn cách nào hơn là đậu thuyền lại, bỏ thuyền lên bờ, đi theo bờ sông. Không xa thì thấy có một chiếc thuyền câu nhỏ, an thiên thọ hỏi bác lái thuyền ơi xin hỏi thôn trang phía trước mặt tên là gì ạ à? à tên là quỳ hoa trang dạ người ở đó thường làm gì này chú không phải là người ở làng này nên là không biết cũng phải đó là nhà của đại thiếu gia tần khôi còn của tần thừa tướng đương triều đấy an thiên thọ nghe nói ở trong lòng bắt rúng động bèn hỏi vị tần khôi này thường là người tốt hay là người xấu ạ à? Ôi, thôi đừng có nhắc tới, đừng nhắc tới. Chú là người làng khác nên không biết chứ. Để ta nói cho chú nghe. Cái vị tần khôi này á, ở địa phương chúng tôi ý vào quyền thế hiếp đáp người, thường hay cướp đoạt thiếu phụ trưởng nữ nhà lành mà cả địa phương này không ai dám động tới. An Thiên Thọ nói, sao ta không tự vào thôn trang thám dọ thử xem việc này xảy ra thật là kỳ quái khiến người khó lường nói xong an Thiên thọ đi ngay vào thôn trang thám dọ thấy phía trước đường có một cổng lớn hình chữ bát ở bên ngoài đặt mấy con ngựa đá có bốn cây hòe long chảo với mấy con lửa ngựa cột ở đó an thiên thọ nhìn thấy độ chừng đây là phủ thừa tướng nên có nhà cửa phòng xá rất nhiều Phía nam đường có một tòa quán nhỏ Chào cái bầu rượu ở trên viết Nghe hương xuống ngựa Biết vị ngừng xe An thiên thọ lớn bước đi thẳng vào Bên trong cũng không có mấy bàn rượu An thiên thọ tìm một chiếc bàn ngồi xuống Phổ kỳ chạy lại hỏi Đại gia cần mấy bầu rượu à, Đem cho ta hai bầu rượu và hai đĩa đồ nhắm Phổ kỳ lau dọn bàn ghế đem rượu và đồ nhắm ra Ở bên ngoài trời cũng đã tối trong nhà đã lên đèn an thiên thọ lòng bứt rứt như bị dao đâm uống rượu cũng không vô đang lúc trong lòng buồn bực thì bỗng thấy bên ngoài có hai người bước vào đều khoảng 30 tuổi mặc áo hoa tía quần chẽn mặt có bướu thịt vằn vện dáng điệu rất hung ác hai người ăn nói huyên thuyên lưỡi muốn giữ lại vì quá chén một người nói này nhị ca chàng chủ của chúng ta chẳng nói sao mỗi người được thưởng hai lượng bạc mà sao không thấy thưởng nhỉ? người kia nói, trang chủ nói không chắc đâu, nói rồi quên rồi, cũng có thể ngày mai sẽ thưởng, à, hôm nay chỉ cho uống rượu mừng mà thôi. trưởng quỹ ở bên cái bên hỏi, trang chủ của các anh có việc gì mà vui thế? À, hôm nay chú của trang chủ chúng tôi là vương thắng tiên đến nhắc lại việc lên chùa kim sơn dân hương chỉ vì một người đẹp mà bị quan tri phủ chấn rằng đánh cho bốn mươi hèo ông ta đến tìm trang chủ của chúng tôi phải người đi bắt cô nương ấy về hôm nay kể như là ngày vui lão nhị người kia nói chú đừng nói nữa việc này không thể nói ra được hay không hề gì ở địa phương này ai dám phá việc của trang chủ chúng mình chứ nào ngơ, àn thiền thọ ở kế bên nghe rõ cả, bèn nghĩ thầm, bọn họ dùng yêu thuật tả pháp gì mà bắt tiểu thư nhà ta kìa, tả phải đến nhà họ thám dọng rồi sẽ tính. Nghĩ rồi trả tiền cơm rượu đi ra, vòng lên phía tây bắc, ngoài nhìn bốn phía không có ai, bèn phóng mình nhảy lên tường thấy bên trong tối om om không có cả tiếng người nói chó sủa an thiên thọ đập tường vượt nóc đi nhờ trên đất bằng bám tới thám tới dọ lui một hồi già tiền sạch viện này là bốn đại hợp phòng bắc thượng phòng năm gian nam thượng phòng năm gian đông tây phối phòng ba gian nơi bắc thượng phòng có ánh đèn lấp lánh an thiên thọ ở trong tối nhìn ra thấy bên trong ngồi ngay ở trên giữa là một người mặt vàng đầu đội khăn bốn góc mình mặc đại hồng bào tay rộng cổ trắng chính là vương thắng tiên bên tay phải có một vị công tử có vẻ lãng đãng chính là phong nguyệt công tử mã minh lại có một vị mặt lam hai đạo chân mày đỏ lòm có đôi mắt tròng vàng lấp lánh lòi ra ngoài khuôn mặt đầu đội khăn tiêu diêu bốn góc thòng hai giải thêu mình mặc đại hồng bào tay rộng người này chính là lam diện thiên vương tần khôi bên dưới còn có một vị đạo sĩ đầu đội khăn đạo sĩ cửu lương bằng đoạn màu xanh mình mặc đạo bào bằng màu lam với cổ áo màu xanh vớ trắng vân hải mặt như gừng vàng mày rộng mắt to dầu quài nón bạc trắng mọi người đang cùng nhau uống rượu an thiên thọ đứng nhìn hồi lâu kế nghe lão đạo sĩ nói vương đại nhân theo tôi thấy Hôm nay à, ngài đừng động phòng với cô ta vội, hãy bảo vũ em mà khuyên giải từ từ để cô ấy ưng thuận mới tốt. Hơn nữa việc này phải làm cho kín đáo, đừng để tiết lộ ra ngoài. Theo tôi nghĩ, bọn họ thế nào cũng đi tìm tế điên, gạt ai được chờ gạt tế điên không được đâu. Đại khái là họ không để yên vụ này đâu. Nhưng mà tôi cũng không sợ tế điên, chắc gì ông ta là đối thủ của sơn nhất chỉ sợ việc này đồn tùm lum ra mình khó giải quyết thôi ở trên thuyền của họ có một người tài nghệ nếu mà hắn đến đây dọ thám thì cả hai tôi sẽ bắt hắn chám qua thảo trừ căn luôn vương thắng tiền nói thế điên có đến cũng hề chi ông ấy phải nói chuyện tử tế thôi ông ta là thế tăng của anh ta đáng lẽ ông ta không nên xen vào chuyện của ta mà giúp đỡ người ngoài mới phải còn ông ấy không biết điều ư ừ. đạo già cứ bắt ông ấy lại diệt quách đi chuyện gì tả sẽ gánh hết chỉ đáng giận là cái tên triệu hàng trương chi phủ trấn giang hắn lại sai người đánh cả bốn mươi hẻo thù này không trả không được an thiên thọ trong tối nghe rõ hết tự nghĩ thầm mình phải giải cứu cho tiểu thơ nhà ta trước thả như tiểu thơ có điều gì luống cuống mình còn mặt mũi nào mà gặp lão già nữa Nghĩ rồi dùng thuật phi thiềm tẩu bích, nháy lên nóc nhà, tìm kiếm khắp nơi, tìm đến nhà trái phía đông, Viện này bắc thượng phòng ba gian, nam phòng ba gian, đông tây phối phòng đều ba gian. Gian phía đông của bắc thượng phòng có ánh đèn sáng trưng, bóng người lay động. Hàn thiền thọ nhảy xuống, thấm nước miếng soi lỗ nhìn qua cửa sổ. Trong nhà sát vách tường trong kê một chiếc giường, ở phía trước có mấy cái ghế. Người ngồi ở trên giường chính là tiểu thư Kim Nương. Dưới đất có bốn người vú em, đều trên ba mươi tuổi, người nào cũng miệng lưỡi lành lợi mọi người nói cô nương ơi thôi đừng khóc nữa cũng đừng nghĩ quẩn lôi thôi cổ đã tới đây rồi ấy muốn đi cũng không được đâu đây không phải là địa ngục mà kể như là cô nương đã đến thiên đường đấy cô chỉ cần thuận theo ý đại nhân của chúng tôi thì hưởng phú quý vinh hòa bất tận nhật hổ bá ứng ngay thôi còn cô không chịu nghe theo ấy chọc đại nhân chúng tôi giận thì ngài sẽ lấy giày trói cô lại đánh đòn không chết ngay đâu đánh đến chừng nào cô chịu nghe theo ý ngài ngài mới không đánh nữa chừng đó cô ăn nằn thì đã muộn rồi người vú em ấy nói xong gửi kia lại tiếp tục cô đường đừng khóc lóc nữa để tôi nói cho cổ biết Trai lớn thì phải lấy vợ, gái lớn thì phải gả chồng, sớm muộn gì thì cô cũng lấy chồng thôi. Mà có chắc là lấy ai đâu, không biết chừng lại khổ vì chồng còn cũng có. Coi như đại nhân của chúng tôi là em của thừa tướng Đương Triều, đường giữ chức đại lý tự tránh khanh. Cô ưng ngài sẽ làm phu nhân ngay. Đàn bà con gái, ai mà không nghĩ đến cách ăn cái mặc, được người chồng như vậy, tìm cũng không chắc được nữa là cô khóc làm gì? Thôi, nghe lời tôi. Cô rửa mặt chải tóc trang điểm, thay đổi xiêm y, làm vừa lòng đại nhân đi thì muốn một có mười ngày. Người này nói xong, người khác nói tiếp đều là giọng lành lợn. An Thiên Thọ ở bên ngoài nghe thấy tức giận tràn hồng, muốn vào giết quất họ cho rồi, nhưng lại sợ kinh động đến tiểu thư, chỉ bằng kêu họ ra giết êm hơn, nghĩ rồi bèn nói: "À, các chị ra đây, chàng chủ kêu tôi đến hỏi, các chị khuyên dỗ thế nào rồi?" Các vú em hỏi: "Ai đó?" tôi An Thiên Thọ đáp Nói xong từ bên trong bước ra Bầu ngực em bị An Thiên Thọ mỗi người một rào chết tốt Hai người vú em ở bên trong nghe tiếng lụ đụi hỏi Chị Vương, chị làm sao mà té thế An Thiên Thọ nói Các chị ra mà xem Hai người này bước ra cũng bị An Thiên Thọ giết nốt. An Thiên Thọ bước vào phòng cứu tiểu thơ, nhưng nhìn lại tung tích tiểu thơ đâu không thấy. An Thiên Thọ sợ hết cả hồn vía. Hết chương thứ 238. Chương thứ 239. Nhân cứu tiểu thơ bị giặc bắt để dọa tặc nhân giả quỷ thần Hàn Thiền Thọ giết bốn người vú em xong, bước vào trong định cứu tiểu thư, ngờ đâu tiểu thư không thấy tùng tích đâu cả. Còn đứng ngơ ngẩn vì ngạc nhiên thì ở bên ngoài có tiếng hô bắt giặc. Vương Thắng Tiên từ khi bị quan tri phủ Trấn Giang đánh 40 hèo rồi, ông ta mới đi kiếm Tần Khôi, bèn cùng Phong Nguyệt Công Tử Mã Minh dẫn bọn gia nhân đến gọi cổng. Gia nhân vào trong thông báo, Tần Khôi nghe có chú mình đến lật đặt, đặt bước ra nghinh tiếp, Tần Khôi ra cổng hành lễ chú xong, Vương Thắng Tiên mới giới thiệu Phong Nguyệt Công Tử Mã Minh vào đến bên trong. Vương Thắng Tiên ngước đầu nhìn thấy vị đạo sĩ đang ngồi sẵn ở sảnh đường bèn hỏi Hiền Điệt, vị đạo gia này là ai vậy? À, đây là hỗn thiên lão tổ, sư phó tôi dạy tôi luyện kim trung trạo và thiết bối san. Vị lão đạo sĩ này biết yêu thuật, Ông ta còn biết phối hợp các thứ thuốc thoa vào kim sang đầm không ngã, mỹ nữ tự thoát y nữa. Tần Khôi dù thích luyện tập nhưng hắn là phường tử sắc cho nên là cần lão đạo sĩ kính như thượng khách. Gặp Vương Thắng Tiên, Tần Khôi liền giới thiệu ngay đây là sư phó của tôi lão nhân già dành việc hô phòng hoán vũ sái đậu thành binh rời núi lấp biển biến hóa ngũ hành rõ nằm trăm năm trước dành năm trăm năm sau dành cả toán thuật khéo biết việc quá khứ vị lai thế à vương thắng tiền nói thúc thúc hôm nay từ đâu đến thế Thôi, đừng nhắc tới nữa. Ta vốn có ý ở lên chùa Kim Sơn dự thiện hội. Đang đi ở trên đường sông thì bỗng gặp một nàng con gái thật là đẹp. Ngồi ở trên thuyền cắm cờ tránh đường huyện Hải Triều. Ta muốn đi qua thuyền của cô ta. Hay không ngờ là bị thủ hạ của cô ta là người có tài đá ta tà lọt xuống sông. May mắn là mạng ta còn dài. Cũng không biết là tại sao mà lên được. á Gặp mà chi phủ trấn giang là triệu hàn trường đi tới. Ta nói tên họ của ta cho hắn biết Hắn ta không tin Lại còn đánh ta 40 hẻo nữa Ta đau đớn thó chẳng già hơi Mà người đẹp này không dở tới được Người đẹp này ta thiệt yêu không dứt được Ta đến tìm cháu của ta giúp một ý kiến xem sao hỗn thiền lão tổ ở kế bên cười hà hà nói hà, 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 chuyện đó dễ ợt thôi đại nhân muốn bắt người đẹp là rất dễ để tôi thi triển pháp thuật bắt cô ta về ngay chẳng phải phí chút sức nào vương thắng tiền nghe vậy vui mừng quá sức nói tổ sư gia nếu bắt được cô ấy về cho ta Ta chắc chắn là sẽ trọng thưởng đã như thế thì đại nhân hãy chờ đi tôi sẽ được ngay mà lão đạo sĩ đi ra khỏi quỷ hoa trang, chờ đợi ở cửa sông. Không bao lâu, chiếc thuyền của huyện Hải Triều đi đến. Lão đạo sĩ miệng niệm chú lâm dâm, lập tức một trận cuồng phong nổi dậy. Lão đạo sĩ lên thuyền giết chết A à Hoàn Vũ Em và sáng một trưởng vào thiên linh cái của tiểu thơ. Tức thì tiểu thơ cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Lão đạo sĩ thi triển pháp thuật, mang tiểu thư đi vào trận cuồng phong đó, trở về rào trò Vũ Em bảo họ đốt một đạo bùa dưới lên mặt chờ cho tiểu thư định tỉnh lại rồi từ từ khuyên giải lão đạo sĩ về đến đại sảnh nói vương đại nhân sơn nhân ta đã đem người đẹp về cho ngài rồi đấy vương thắng tiên nói muôn lời cảm tạ tiệc rượu dọn lên ở đại sảnh mọi người đều ăn uống vui vẻ theo ý lão đạo sĩ Hôm nay Vương Thắng Tiên không nên động phòng với tiểu thư, Vương Thắng Tiên uống rượu say rồi lại vào muốn vào động phòng. Nếu như cô ta không chịu nghe theo, hôm nay à, ta sẽ cho người chói cô ta lại. Cũng không kể là cô ta có chịu nghe hay không. Lão đạo sĩ nói, Vương Đại Nhân, hôm nay muốn động phòng ấy. Thì nếu mà cô ta không ưng thuận thì tôi đưa đạo nhân một viên thuốc cho cô ta uống vào. Đảm bảo là cô ta sẽ tình nguyện dừng hiến thôi. Vương Thắng Tiên vui như mở cờ trong bụng, lật đật kêu gia nhân đi xuống trước, hỏi vũ em xem khuyên giải như thế nào. Nàng ta có đáp ứng hay không? Gia nhân vào trong viện dự định kêu, thì thấy bốn vũ em bị giết nằm ở trên đất. Gia nhân vội chạy vào trong đại sảnh nói lớn, không xong rồi, bốn người vũ em ở trong viện đều bị giết hết. Có một người đang tiến vào trong viện. Tần Khôi nghe nói liền hô, máu lên hai vị hộ viện đi bắt giặc, đừng để nó chạy thoát. Trong nhà này có hai người hộ viện nguyên là hai tên giặc ở lộ Tây Xuyên. Một người tên là Kê Minh Quỷ Toàn Đắc Lượng, một người tên là Tháo Nguyệt Bảng Trình Trí Viễn. Nghe già nhận báo, hai người đều cắp binh khí đến kêu gióng thanh là nhóm chúng rồi kéo thẳng đến trái nhà phía đông. An Thiên Thọ giết bốn vú em xong, bước vào nhà tìm tiểu thơ thì không thấy. Tìm một hồi lâu mới trở ra ngoài, tôn đắc lượng hô lên hãy cho tên giặc dạ, cõi mi chạy đi đâu an thiên thọ nhìn thấy toàn đắc lượng đầu đội khăn tráng sĩ sáu mũi thúy lam bên trên gắn sáu miếng tiếng nhỏ mình mặc tiễn tụ bào màu lam lừng buộc dày loàn đái mặc quần chẽn mang giày đế mỏng mặt như gừng già hài đạo chân mải ngắn trên đôi mắt bà góc chiếc mũi chim ưng nằm giữa hai má xương sọc tay cầm một cây hoa thương đứng sau là một người đội khăn trắng sĩ bằng đoạn màu tía mình mặc tiễn tụ bảo cùng màu mang giày đế mỏng tay cầm một khẩu cương đao, gương mặt màu tía đầy những nốt nhỏ, mày hung mắt ác, những bột thịt mọc đầy. An Thiên thò tìm không thấy tiểu thư, lòng gấp như lửa đốt, thuận tay rút rào rồi nói, bớ bọng giặc, Tụi bay thi triển yêu thuật tả pháp gì Cứ bắt tiểu thơ nhà ta thế Hôm nay án thiên đại lão Thái Sẽ cho tụi bay từng nhát phân thây Từng kiếm chém nát hết Toàn đắc lượng bước lên hưu thường nhắm ngay Ít hầu An Thiên Thọ điểm tới, An Thiên Thọ đưa rào ra đón đỡ, tên giặc quay thường lại nhắm ngay ngực đối phương điểm tới. Thương này có bà hòa chín móc, múa lên móc rúng động như kim kê gật đầu lìa lịa. An Thiên Thọ đào pháp thuần thục, môn hộ tinh thông, trả đòn nhanh chóng. Trình Chí Viễn sách rào nháy vào đánh tiếp. Bọn thủ hạ ác nô đều cầm đèn cầu lửa sáng rực đứng bên ngoài họ hét. An Thiên Thọ nhìn thấy họ nhiều người như thế, nhiều người thế đông, dự định rút chạy. Nào ngờ, Tần Khôi và Lão Đạo Sĩ cũng kéo đến, Thấy Toàn Đắc Lượng và Trình Chí Viễn đánh lâu mà không bắt được An Thiên Thọ, lão đạo sĩ nói, hai vị tránh ra đi, cái tên tiểu bối này thật là thiên đường có nẻo không tìm tới, địa ngục kín mưng lại cứ lủi vào, để sơn nhân ta bắt nó cho. Bọn Toàn Đắc Lượng đứng tránh một bên, lão đạo sĩ miệng niệm chú lầm dầm hồ sắc linh, rồi dùng tay chí một cái, chồng cứng Thiên Thọ lại. Trình Chí Viễn rút dao định chém, lão đạo sĩ nói, đừng giết, trói nó lại đem ra phía trước hỏi trà kỹ càng xem sao. Gia nhân lập tác trói An Thiên Thọ lại, khiêng ra trước đại sảnh, vương thắng tiên, tần khôi mã minh, cùng lão đạo sĩ ngồi ở bên trên. Lão đạo sĩ hỏi, mi họ gì, tên gì, tới đây làm chi, Chế mau khai thiệt ra. An Thiên Thọ trợn mắt nói, đại thái gia, nhà ngươi đi không đổi tên, ở không đổi họ, tà họ An, kêu là Thiên Thọ, Chắc hiệu là độc giác giao là tam ban đô đầu của huyện hải triều cũng bởi tụi bay làm quá nhiều tội lỗi thi triển yêu thuật tả pháp cướp đi tiểu thư nhà ta ta vâng lệnh đường dụ của lão gia chúng ta đến trước tìm kiếm tiểu thơ đại thái gia đã bị bọn người bắt rồi muốn giết bố gì thì cứ làm đi tần khôi nói với lão đạo sĩ Tổ sư gia cần gì phải hỏi cho kỹ, cứ để hắn giết quất là xong. Đang nói tới đó thì bỗng nghe từ nhà sau có tiếng thanh la trang trang nổi lên. Tần Khôi nghe thấy rất ngạc nhiên, vì mỗi khi trong nhà có việc khẩn cấp mới đánh thanh la lên. Còn đang ngạc nhiên thì có vú em chạy đến đại sảnh hoảng hốt nói, Trang chủ ơi, không xong rồi, đằng sau có quỷ lộng, mợ cả mợ hài, sợ đến ngất đi cả. Trang chủ, mau vào mà xem. Tần Khôi nói, cái này lạ thiệt ạ. Chúng ta cùng đi xem thử. Toàn đắc lượng trình trí chỉ viễn nói, đây chắc là người lục lâm giả thân giả quý mà. Tần Khôi liền cắt hai tên già nhân ở lại canh giữ An Thiền Thọ, rồi cùng Vương Thắng Tiên, Phòng Nguyệt Công Tử Mã Minh, Lão Đạo Hỗn Thiền Lão Tổ, dẫn kề mình quỷ Toàn Đắc Lượng, Tháo Nguyệt bằng trình chí viễn, đi thẳng vào nhà trong tần khôi vừa đến nhà trong xem thì thấy các nàng hầu đều chết ngất bất tỉnh nhân sự tần khôi kêu mấy người vú em lớn mật đỡ mợ cả mợ hài dậy rồi từ từ kêu tỉnh phải một lúc lâu họ mới mở mắt lão đạo sĩ đưa cho tần khôi mấy viên thuốc định bảo hòa thần hòa với nước âm dương cho họ uống sau khi họ định thần rồi tần khôi hỏi các vị nương chuyện gì xảy ra đến nỗi chết ngất hết cả như vậy Mợ cả mới nói, chúng tôi đang cùng vú em A Hoàn nói chuyện phiếm dưới đèn, chờ công tử vào nghỉ ngơi. Bỗng từ bên ngoài tiến vào một con quỷ to lớn, mình cao hơn một trượng, mặt mày vằn vẹn, chiếc đầu tỏ tổ bố nó nhảy vồ chúng tôi. Sợ quá, chúng tôi ngất đi cả, cũng không biết con quỷ đã đi đâu tần khôi nghe thuật lại tức giận là hét om sòm hay cho con quỷ cả gan dám đến đây phá nhà ta Tụi bay đổ xô đi tìm nó thử xem nào tìm được nó ta bầm nó ra chăn mảnh các gia nhân tốt đền lên chìa nhau đi tìm kiếm đằng trước đằng sau nhà giữa lục soát cùng khắp mà không thấy tùng tích của con quỷ đâu cả họ mới trở lại nhà sau thưa dạ thưa trang chủ chúng tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy con quỷ đâu cả kê minh quỷ toàn đắc lượng tháo nguyệt bằng trình trí viễn vốn là người lục lâm làm gì qua mắt được họ hai người này ở trong lục lâm việc gì cũng có làm qua ngồi ở trong lưu giả rồng thòa rọ nghe giả ông táo họ đều biết cả trình trí viễn nói thưa chàng chủ tại ngài không biết đấy, đây quyết không phải quỷ đâu chắc là dư đảng của a thiền thọ đấy tần khôi nói ta cũng biết chứ giữa ban ngày ban mặt làm gì có quỷ chứ đây là kẻ vô danh tiểu tốt nào giả thần giả quỷ đấy mà nếu là bạn tốt thì đừng có chạy đi đồ quỷ chó ở đâu đến làm kinh sợ ái thiếp cô ta tần khôi ở trong viện cất tiếng chửi đổng nào ngờ người anh hùng hiệp nghĩa đâu để cho người ta mắng chửi được bỗng nhiên ở trên nóc nhà có tiếng rền vàng đáp lại cái thằng tù này mi đừng mắng chửi nữa có được không đại thái gia đây đâu phải là quỷ tại vì thấy tụi bay làm quá nhiều điều ác, vô cớ cấp giật phụ nữ nhà lành, đại thái gia là kẻ anh hùng hiệp nghĩa, chuyên giết thủ hào ác bá, tắc quan nịnh đạo, cứu giúp nghĩa phù tiết phụ, hữu tử hiền tôn. Hôm nay đặc biệt đến đây ở kết thúc tính mạng của tụi bài đấy. Kê Minh Quỷ toàn đắc lượng tháo nguyệt bằng trình Chí viễn nói, Mỹ có giỏi thì xuống đây, Ngày lúc đó, từ trên nóc nhà nhảy xuống hai vị đại anh hùng kinh thiền động địa. Hết chương thứ 239, chương thứ 240. Lôi trần vâng lệnh cứu hiền hiền, tế công xong việc về tịnh từ Lam diện thiên vương cất tiếng chửi động, trên nóc nhà có tiếng đáp lại và nhảy xuống hai người. Một người đội khăn tráng sĩ mổ tía, tiễn tụ bào cùng bầu, lưng buộc dây loàn đái, mặc quần chẽn đi giày đế mỏng. Mặt như thoa chàm, tóc tựa trù xà, lông đỏ áp tai, còn một người mặc áo thúy lam, dáng điệu tráng sĩ, mặt trắng đẹp đẽ khác người, đều cầm cương đao. Hai người này không phải ai khác mà là phòng ví Phong Lý Vân Yên Lôi Minh và Thánh Thủ Bạch Viên Trần Lượng hai người này từ khi được giải oan ở kinh đô cùng mã diêu hồng tần nguyên lượng ai về nhà nấy lôi minh và trần lượng đóng cửa ở trong nhà không chịu đi ra cửa đoạn tuyệt với lục lâm mấy hôm trước tiếp được thiếp mời cổ tế công mở thiện hội ở chùa kim sơn hai người không thể không đi bèn chuẩn bị mang theo hai trăm lượng bạc tiền hương đèn đến chùa kim mấy hôm trước tiếp được thiếp mời của tế công mở thiện hội ở chùa Kim Sơn hai người không thể không đi bèn chuẩn bị mang theo hai trăm lượng bạc tiền hương đèn đến chùa Kim Sơn đón tiếp thí chủ giúp đỡ tế công tế điên kêu lồi minh trần lượng tới một bên nói hai con làm giúp ta việc này lôi minh trần lượng hỏi sư phó có điều chi dạy bảo ạ Hai con không cần ở đây giúp đỡ ta làm chi, hai con hãy mau đến quỷ hoa trang đi. Hiện tại ấy, Tần Khôi là con của Tần tướng bắt Trương Kim Nương, em gái của quan huyện Hải Triều rồi có tam ban đồ đầu, đầu là an thiên thọ đi cứu tiểu thơ của ông ta hai con đi giúp đỡ cứu tiểu thơ ấy ra khỏi đầm rồng hang hổ chỉ nên cứu người thôi nhá ngàn muôn lần chớ vây vào bọn tần khôi ấy ở đó có một lão đạo sĩ hai con không phải là đối thủ của ông ta ngàn muôn lần chớ nên cùng ông ta giao chiến thẳng như hai con bị tai họa đó ta ở đây bận rộn lắm không thể cứu hai con được Lôi Minh Trần Lượng gật đầu cùng bước ra khỏi chùa Kim Sơn, ngồi thuyền đến Quỷ Hoa Trang thì sắc trời đã tối. Hai người lên bờ thi triển thuật phi thiềm tẩu bích đến nhà Tần Khôi để dò xét. Ở đại sảnh, mọi người đang ăn uống nói cười. Lôi Minh, Trần Lượng đều thấy rõ cả. Hai người đi tới nơi tìm kiếm tiểu thơ, tìm đến Bắc Thượng Phòng ở viện trái phía đông, trong phòng các vú em khuyên dỗ cô nương, lôi minh trần lượng nằm trên mái nhà, nhìn xuống thấy An Thiên Thọ đang sử dụng kế điệu hổ ly sơn, kêu vú em ra ngoài rồi giết chết bốn người ấy đi, lôi minh trần lượng dự tính nhảy xuống cứu tiểu thơ nhưng lại nghĩ à nam nữ thọ thọ bất thân người ta là gái chưa chồng thì làm sao đụng chạm được hai người còn đang trù trừ thì thấy an thiên thọ tiến vào phòng a à, lên một tiếng kêu tiểu thơ đâu rồi lôi minh trần lượng nghĩ thầm ai vậy kìa đi trước mình một bước thế hai người lật đật đuổi theo đuổi ra khỏi gia trang cũng không thấy đâu bỗng nghe chồng chàng có tiếng hò hét om sòm hai người quay trở lại thấy an thiên thọ đang đánh nhau với toàn bắc lượng và trình trí viễn giây lát sau thì thấy an thiên thọ bị lão đạo sĩ bắt lôi minh nhảy xuống cứu trần lượng nói nhị cả đừng có lỗ mãng. xử phó dặn chúng ta là không nên động thú vì chẳng phải là đối thủ của lão đạo sĩ mà chúng ta đừng nên đâm đầu vào đình mà mang họa trần lượng níu lôi minh lại Thấy họ khiêng An Thiên Thọ lên đại sảnh lôi minh nói, nếu mà không cứu thì chắc chắn là hắn chết về tay ác bá quá, à. chúng ta dùng kế điệu hổ ly sơn cứu hắn mới được. Nói xong đi vào nội trạch, lấy mặt nạ mang vào, nhạt các nàng hầu sợ chết ngất hết đi. Hai người ở trên nóc nhà nhìn thấy vũ em chạy ra phía trước đưa tin. Dây lát Tần Khôi và bọn lão đạo sĩ đều có mặt ở nhà trong, Lồi mình trần lượng vội ra phía trước cứu an thiên thọ đến trường gia trước đại sảnh thì lại nhìn thấy hai tên gia nhân đã bị người giết rồi mà an thiên thọ lại không thấy ở đó nữa lôi minh còn đưa ngược nhiên thì trần lượng nói thôi rồi thật là đêm ngủ sáng mới thức trên đường lại có người đi sớm hai người ngạc nhiên giày lát rồi ra nhà sau thám dọ, nghe tần khôi chửi động lôi minh tức quá mở miệng đáp ngay và nhảy xuống đất Trần lượng tán không được cũng nhảy xuống theo kề mình quỷ toàn đắc lượng bước tới nhắm ngay lôi mình đâm một thương lôi minh vội rút rào đón trả trình trí chí viễn khòa rào nhắm ngay đầu trần lượng chém tới trần lượng với con rào trong tay sử dụng thức đáy bể mỏ trăng bước tới đón đỡ kẻ địch nhắm ngay tìm xả tới. Trần Lượng né mình, dùng dao quà gạt qua, hai bên đánh nhau năm sáu hiệp. Lôi minh trần lượng võ nghệ xuất chúng bản lĩnh cao cường, đào pháp thuần thục, toàn đắc lượng và trần trí viễn không phải là đối thủ của hai người. Có bao nhiêu chiều số đều dở ra hết, nhưng mà không làm gì được đối phương. Cuối cùng cũng chỉ có nước chống đỡ. Lão đạo sĩ hỗn nguyên lão tổ miệng niệm vô lượng Phật, nói cái bọn tiểu bối này thiền đường có nẻo không chịu đến địa ngục kín bừng cứ lùi vào thật là bướm đâm vào đèn mà tự tìm chỗ chết mà để sơn nhân tả kết thúc tính mạng tụi bay cho rồi nói rồi lấy tay chí một cái miệng hồ sắc lên dùng định thần pháp chồng cứng lôi mình trần lượng tần khôi hét già nhân trói lại và khiền ra phía trước đại sảnh ra tới đại sảnh thấy hai tên già nhân bị giết mà an thiền thọ thì đầu mất Tân khôi nổi vì giận mặt mày xám xanh bèn hỏi hai tên kia tên họ là gì tại sao lại đến quấy rối ở trong nhà ta lôi Minh nói đại thái gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta tên là lôi minh người ta gọi là phong lý vân yên đấy còn người này là thánh thủ bạch viên trần lượng Hai chúng ta từ chùa Kim Sơn vâng lệnh sử phó của chúng ta là tế công trưởng lão đến đây trước. Nhân vì bọn bây cướp đoạt tiểu thơ đi dâng hương nên bọn ta đến đây để cứu người. Tần Khôi nghe nói nghĩ thầm, tế công là thế tăng của cha ta. Việc này nếu lọt ra ngoài, phanh phùi già ta là cướp đi cướp đoạt con gái nhà lành. Bị cha ta biết được thì sẽ không dung thứ cho ta. Nếu mà không đưa hai người này tới quan thì tính làm sao ổn với sáu nhân mạng trong nhà ta đây. Nghĩ xong Tần Khôi nói, Tế Công sai hai người tới đây à? Ta với Tế Điền ở ngày xưa không oán, này, gần đây không thủ. Các vũ em gia nhân có phải bọn người giết không? Lôi Minh nói, nếu mà ngươi hỏi ai giết họ thì thật là bọn ta không biết. Tần Khôi nói, đại khái là tội bay điều gì? tội bay cũng không chịu nói thiệt. Bày đâu? Chói rút ngược hai tên này lại, đánh nó cho ta bọn doanh nhân và thủ hạ dạ gian sắp sửa đánh lôi minh và trần lượng bỗng nghe ở nhà sau nhốn nháo cả lên già nhân là to không xong rồi nhà sau phát hóa bọn tần khôi nghe báo sợ mất cả vía mọi người lật đật đổ ra nhà sau may mắn bọn gia nhân nhiều dập tắt kịp thời tần khôi tức giận là hét om sòm trở về nhà trước xem thì lôi mình trần lượng không thấy đâu mà trời đã sáng rõ rồi tần khôi nói tụi bay à, đi tìm kiếm mà kẻ đốt nhà cho ta. Mọi người đuổi theo ra khỏi viện, kéo đến phía đầu thôn. Vừa đến đầu thôn thì thấy từ đầu kia, Tế Điên dẫn 20 vị ban đầu của phủ trấn giàng đến. Phòng nguyệt công tử thấy bộ không xong, bèn dẫn kẻ tùng thân của mình lần trước. Lão đạo sĩ thấy Tế Điên mặt đỏ hồng. Thực ra là vị lão đạo sĩ này chính là phe giặc ở từ vân quán bị lọt lưới. Ông ta là Hữu Điện Trần Nhân Lý Hoa Sơn, trước đây chạy trốn khỏi tàng chân ổ, mỗi người chạy một nơi. Ông ta chạy đến đây, nương náu với Tần Khôi, tự xưng là hỗn thiên lão tổ. Lẽ ra, ông ta phải ăn năn sửa đổi, nhưng mà à, cũ lại không chừa, cho nên là hôm nay mới gặp quả báo như vậy. Nguyên hôm qua, Tế Điền mắc bận, dược các thí chủ đến dự cúng thiện hội, không thể phân thân được, thâu vào 7-8 muôn lượng bạc sáng hôm sau dẫn 20 vị ban đầu tại địa phương đặc biệt đến đây bắt lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ định chạy trốn mà làm sao mà trốn được? Bị tế điền lấy tay chí một cái, miệng niệm án ma ni bát mê hồng. Lão đạo sĩ không cục cựa được, tế điền bảo các quan nhân trói ông ta lại. Tần Khôi thấy không xong, vội chạy trước về nhà, đóng cửa trắng ra. Phương Thắng Tiên vừa gấp vừa sợ, trốn chạy về nhà bị bệnh nằm liệt không dậy nổi, nhắm mắt lại thấy vô số oan quỷ kéo đến trước giường đòi mạng. Bệnh kéo dài hơn một tháng rồi chết luôn. Ở thành Lâm An, ai cũng mắng nhiếc hắn cho là chết đáng đời. Đó cũng là ác báo của một đời làm bệnh quán. Bình thường thì hắn giết trải cướp gái, hiếp đạp người lương thiện. Hôm nay phải chết như vậy cũng là ác báo nhãn tiền. Về phần tế điên, bắt được yêu đạo và thấy tần khôi chạy trốn, cũng không đuổi theo. Bỗng từ phía nam có mấy người đi lại, trong đó có An Thiên Thọ, Lôi Minh và Trần Lượng. An Thiên Thọ ở đâu đi lại thế nhỉ? Hà, và được ai cứu? An Thiên Thọ bị bắt, bị trói, lại đem bỏ ở sảnh đường. Tần Khôi và bọn giặc yêu đạo muốn giết đi, lôi minh Trần Lượng sử dụng kế điệu hổ ly sơn, giả quỷ ở nhà sau. Bọn Trần Khôi chạy ra sau xem thử, thì từ trên nóc nhà nhảy xuống một vị anh hùng, mình mặc áo dạ hành, mặt như bạch ngọc, già rực tối rồi phấn, mày dài mắt to, mũi thẳng môi son, độ ngoài 20 tuổi, tuấn phẩm hơn người, tay cầm cương đao. Người này cởi trói cho An Thiên Thọ trước nói, bạn ơi, hãy theo tôi, tôi đến cứu bạn đây. Nói rồi phi thân lên nóc nhà, An Thiền Thọ nói, ân công khoản đi đã, tôi còn phải đi cứu tiểu thơ nữa. À, bạn đừng lo, tôi đã cứu tiểu thơ lên thuyền rồi, chúng ta đi ra bên ngoài trước. Ai, ừ, anh nghĩ ở đây, ở đây đợi tôi nhé, tôi lộn lại quỷ hoa trang xem ai dùng kế điệu hổ ly sơn đó. Hai người đi tới bên ngoài, người ấy nói, An Đô Đồng, anh hãy đợi tôi nhé. Nói rồi người ấy phi thân vào trong trang, Nhằm lúc lôi minh trần lượng bị bắt, người này quả bền Tây Viện phóng hỏa, lửa cháy dần dần. Bọn tần khôi lật đật chạy đi cứu hỏa, thừa cơ hội đó người ấy cứu lôi minh trần lượng ra luôn. Ra đến bên ngoài gặp An Thiên Thọ ở một chỗ, An Thiên Thọ nói là huynh đài đã cứu tính mạng của tôi, chưa được lãnh giáo quý tính phương danh của huynh đài là gì ạ, người thuộc địa phương nào. Lôi minh Trần Lượng cũng bước tới hỏi thăm tên họ người ấy nói Tôi họ Bành tên là Hằng, người ở Bành Gia tập ở Hắc Giang Sơn nơi Giang Bắc Người ở trên Giang Hồ gọi tôi là Bác Tý Bàn Phi Hành Thái Bảo Cửu Kiệt Bành Hằng Tôi đi tìm thăm sư phụ của tôi là Tiết Đức Phương Đi ngang qua đây thì nghe người ta đồn là quỷ hoa trang hiểm ác vô cùng, không ai dám đụng đến. Do đó chàng chủ hiếp đáp người lành, không có việc ác nào là từ nan. Tôi muốn kết thúc tính mạng bọn dâm ác, truyền bồn khuấy phá nhà người. Ê không dè tới đây gặp lúc An đồ đầu đang tìm cách cứu cô nương đó. Thế vậy động lòng chắc ẩn, tôi cứu cô nương ra trước. Tôi không để ý đến tị hiểm, cõng tiểu thơ ra bên ngoài, hỏi ra mới biết là trương tiểu thơ, bèn đem về thuyền luôn. Kế đó vào nhà họ tần, định giết cả giả quyến của họ không ngờ đến đó thấy an đô đầu bị bắt lôi minh và trần lượng hai vị dùng kế điệu hổ ly sơn tôi bèn cứu an đô đầu ra lại vào trong xem thấy hai vị lôi minh trần lượng bị bắt tôi đốt lửa dụ họ đi bèn cứu hai vị ra nói rồi bốn người về đến thuyền lúc đó trương tiểu thơ đòi chết a hoàn vũ em đang quyền giải mỗi người cùng nói việc mình trời đã sáng rõ Thấy hướng tránh bắc có tiếng la hét, lôi minh trần lượng và cả bọn cùng lên bờ, đến ngoài quỷ hoa trang nhìn xem. Thấy tế công bắt được yêu đạo, tần khôi chạy trốn, tế điên bảo lôi minh trần lượng về chùa Kim Sơn phụ giúp xử lý công việc. An thiên thọ tạ ơn tế công, đưa tiểu thư về, bành hằng cũng cáo từ ra đi, tế điên cùng các quan nhân giải yêu đạo về phủ trấn giang quản trì phủ căn cứ theo luật trị tội giải giao cho quan phủ thường châu hoàn án Tế điên về đến chùa kim sơn cho gọi các đồ đệ lại trước hết cạo tóc cho tôn đạo toàn và cử làm chi khách tăng của kim sơn ngộ thiền vẫn trở về chùa tùng tuyền ở núi cửu tùng tế công chọn ngày khai công trùng tu chùa kim sơn không đầy nửa năm công trình hoàn thành tô vẽ hoàn toàn mới Mọi việc đã xong, lôi trần xin trở về nhà. Tế công trở về chùa tịch tử, chúng tăng già đón trọng thể. Phương trượng Đức Huy nói, Tế công, ngài về đây hay quá, lão tăng đang trồng ngài đây. Hiện tại chùa Báo Hoa, hạ viện của chúng ta lâu năm chưa tu sửa. Công trình trùng tu này quá lớn, nếu không phải ngài thì không ai khuyến mộ được. Đây là một việc tốt, công đức vô lượng. Tế công gật đầu, đáp ứng việc mộ hóa thập phương trùng tu chùa báo hoa các quan văn võ trong triều ngoại nội các thân hào phú hộ tại kinh đô đều ghi vào sổ khuyến mộ của tế điên chưa được nửa năm mà số bạc khuyến hóa lên đến hơn hai vạn lượng từ đó hưng công khởi tạo xây cất tổ vẽ mới hẳn lên đến ngày lạc thành thiện nam tín nữ khắp nơi tệ từ tự, tề tựu đồng vô số kẻ về phần tế điên vẫn trong trang phục rách dưới đó chủ dù khắp nơi đến đâu cũng cho thuốc cứu người nghèo sống đời vô định như thuở nào Tế Điên Hoạt Phật đến đây đã hết. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với cô Cô Đỗ trong suốt 240 chương của tác phẩm này. Một tác phẩm tuyệt vời phải không ạ? và thực sự là câu cô, cô cảm thấy càng đọc thế điên càng cảm thấy đây là một tác phẩm quá xuất sắc trước kia chỉ nghe uh, um trên các kênh youtube và cũng rất là muốn nghe được nghe một tác phẩm hoàn chỉnh nhưng thật đáng tiếc bởi vì có những phần đã bị uh, cắt xén đi hoặc là thiếu hụt đi và thật là may mắn cho đến ngày hôm nay thì câu khẩu đã tự uh, sưu tầm và đã tự hoàn thành tác phẩm này và thật là hân hạnh được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn tế điên hoạt phật uh một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe của quý vị và các bạn hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong những tác phẩm tiếp theo chân thành cảm ơn à, các bạn